Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Quỷ Loa từ game Gmod tấn công Quỷ Loa. Ủa ơi, megaphone kìa các bạn ơi, to thế. Wow, mình sẽ tiến được gần nó. Mất tích luôn rồi. Trời trời ơi, đen xì luôn. Con này chính toàn đang ở rất xa nhé. Một con Quỷ Loa đằng xa kia nữa kìa. Bây giờ mình sẽ triệu hồi một con quái vật này các bạn ơi, ghê lắm. Đây này, đây là cái con quái vật này này. Ấy, phét đi, gấu phét đi. Chiu, wow. Gấu phét đi, tấn công nó. Chiu, 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 chiu. Đập luôn, đập luôn, đập 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 đập. Quá wow, con phét đi này. Ơi trời ơi, nó cả giật luôn. Nó không chịu tấn công mình luôn. Không chịu tấn công thì đã chịu được không? Đây rồi. Ủa, sao nó cứ cả giật này nhỉ? Nó không ăn thịt mình à? Chơi chơi. Hay là nó gặp bọn Quỷ Loa nó sợ nhỉ? Nó không hiểu luôn. Từ bên sẽ bắn nó. Ủa, nó không chết. Trời, con này nó bằng sắt các bạn ơi. Nó bất tử rồi. Trời. Đây, triệu hồi một con khác xem thế nào nhé. Này này, gấu phét đi này. Nó ăn thịt mình đấy. Sao gấu phét đi ngày hôm nay nó không ăn thịt mình nhỉ? Sao nó hiền vậy? Trời. Nó không ăn thịt mình luôn. Được rồi, thế mình triệu hồi một con Quỷ Loa vậy. Triệu hồi Quỷ Loa ra. Trời ơi. Mình cứ làm như kiểu là ở trong cái buổi đêm ngày hôm nay thì là bọn quái vật nó run sợ ấy. Nó không dám ăn thịt mình nhưng hóa ra không phải bạn ơi. Hóa ra nó có sự diện của Quỷ Loa cho nên là con gấu phét đi này nó không tấn công mình các bạn ạ. Lạ thật. Được rồi, bây giờ mình sẽ tấn công Quỷ Loa bằng nhiều cách khác nhau nha. Bây giờ mình sẽ ăn thịt con này trước. Và sau đó mình sẽ tấn công bọn Quỷ Loa siêu to đằng xa kia. Từ từ bây giờ phải chạy đã. Chạy. Nhật quá. Nó đá đít mình các bạn ơi. Chờ. Xong luôn. Thế là hiểu luôn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ cho nó ăn quả bom nha. Mình sẽ tặng cho nó một quả bom để xem nó có tèo hay không. Đâu rồi? Cái quả bom mình đâu nhỉ? Đâu ta? Mình sẽ cho các bọn quái vật này ăn quả bom nhá. Nói chung là tìm quả bom này hơi khó đấy. Không phải đơn giản đâu bạn ơi. Ơi trời, ở đây. Không phải. Chỗ nào nhỉ? Trời, sao tìm quả bom khó vậy? Đây rồi, mình sẽ tặng nó quả bom này nha. Đây. Mình sẽ biếu cho nó quả bom này. Mình sẽ cài vào người nó để xem nó nổ thế nào. Wow. Không phát nổ luôn. Bây giờ mình sẽ phải kích hoạt quả bom này các bạn ạ. Bằng cách là triển khai một quả bom C4 ở đây. Đấy. Bay lên. Bây giờ lém bom C4 này vào cài đấy, các bạn thấy không? Đây này, cài bom lên và kích nổ phát ra nó nổ luôn này. Trời ơi. Trời ơi. Con Quỷ Loa bị tiêu diệt luôn. Vãi trưởng. Chết luôn rồi. Quan thịt kinh không? Khói bay mù mịt luôn này. Trời. Bây giờ mình sẽ tấn công con Quỷ này nha. Đập vào người nó. Ôi, con này to thế nhỉ. Lôi con này ra nào, trời ơi, nó bị kẹt ở đây rồi. Nó bị kẹt ở đây rồi các bạn này. Nó lướt sóng. Mình sẽ lấy một loại vũ khí ra để mình tiêu diệt nó. Mình sẽ lấy bất cứ một loại nào nha. Đây, mình sẽ lấy loại này ra. Đây, bạn ngắm bắn phi nó này. Boom. Wow. Đèo luôn. Mình sẽ quay sang con megaphone này. Đây chính là mẹ đẻ của Loa này. Bạn thấy kinh không? Bắn nó luôn nha. Boom. Wow, nó không chết. Rồi, hai quả nó đi các bạn nhé. Như vậy là hai quả thì nó mới chịu khuất phục. Bạn thấy kinh không? Ở trong này mình phát hiện ra một ngọn lửa này anh em này. Trời, cái ngọn lửa này nó cháy. Không bao giờ kết thúc luôn. Trong này mới có ma không nhỉ? Chắc không có ma đâu. Rồi bây giờ mình tiếp theo mình sẽ triệu hồi một con quái vật khác nào nhé. Bây giờ mình sẽ triệu hồi một con Dark Sun Head. Đấy, trong bảng triệu hồi Quỷ Loa của mình. Quỷ Loa xuất hiện đây, Dark Sun Head đây. Trời ơi, nó ăn thịt mình luôn rồi. Vừa mới xuất hiện cái nó ăn thịt mình luôn. Sun Head Blood hiền khô à. Ấy, khống chế luôn. Ơi giời ơi, mình không thể khống chế nó. Nó mạnh quá. Từ, ôi rồi. Bây giờ mình sẽ sử dụng phép thuật mình khống chế nó. Ơi rồi, ăn thịt mình luôn này. Trai. Phép thuật đâu rồi? Khống chế con này lại. Rồi. Bế ra sang bên này. Bế ra sang bên này tặng một món quà cho con Dark Sun Head. Nó đang đây. Con Dark Sun Head đây. Set nó con lại. Chiu. Rồi, xong. Bây giờ nhà ngươi sẽ bị ăn đòn. Bây giờ mình sẽ lấy kiếm ánh sáng. Cách thứ ba mình tiêu diệt Quỷ Loa đây. Kiếm ánh sáng tấn công nó này. Kêu. Rồi xong luôn, một con đã bị tiêu diệt.
Tiếp theo đến con săn Edward này nữa. Chiu. Rồi ôi, mình phi một phát nó đi luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ triệu hồi con quái vật khác ra nha. Mình triệu hồi một con headline quỷ đầu đen đây, xuất chiến nào. Và quỷ đầu đen này thì mình sẽ khống chế nó bằng một loại vũ khí khác. Đây. Rồi, nhìn kinh chữ ấy, nó đèn của nó sáng lên kìa. Nó đang đi lạc ở trong rừng thì mình phải tỉa nó thôi. Trời ơi. Nó không chết à, trời. Wow. Cái bóng đèn điện của nó đã sáng lên. Mình sẽ bắn nó. Rồi xong luôn. Nó đã tan chảy rồi nhá các bạn nhá. Nó tan chảy rồi. Thế là mình đã thiêu đốt được cái cơ thể của nó. Và bây giờ mình sẽ triệu hồi một con quỷ nữa nha. Một con quỷ nữa. Đây. Ui, trời ơi. Trời. Con này ghê vậy. Trời. Ai. Ôi. No. Chết đi. Chết luôn. Ghê thật. Rồi bây giờ tiếp theo. Nó chính là một con quỷ đầu loan nữa. À, San Headgood nha. Hết đạn rồi. Từ từ anh em ơi. Trốn trong này đã. Bây giờ phải lấy súng ra. Bây giờ mình sẽ triệu hồi súng của Gatter nhá. Xoài, kinh chưa? Gatter xuất chiến này. Xoài, vãi xoài. Đấy, qua kinh luôn. Xoài, rất là mạnh luôn. Bây giờ mình sẽ triệu hồi rất nhiều quỷ loa ra để mình chiến đấu luôn nha các bạn. Mình chả sợ gì nữa luôn. Triệu hồi tất cả quỷ đầu loa. Piu, piu. Ý, ghê chưa? Bây giờ mình sẽ đối đầu với nó. Đối đầu với cả bọn quỷ đầu loa này, thả nó ra. Rồi lên đi. Ôi ok. Tiêu diệt nó luôn. Hay quá. Nào các bé kia, lại đây đi chứ. Chiến đấu thôi. Nào. Wow, mình bị rắc sang hết ăn thịt rồi. Ok, mình bị sang hết xà đa ăn thịt. Con này nó khỏe quá. Căn bản nó là bóng ma anh em ạ. Rồi phải đi truy tìm dấu vết. Ui. Trời. Trời ơi, con ma chơi. Con ma chơi, rồi xong, chết luôn. Còn một con nữa. Còn một con sang để hết game nữa đây này. Hello. Chiu. Nào bắn dọa nó đi. Ấy, nó ra rồi. Bây giờ mình sẽ bắn nó nha. Chiu. Ấy, chiu. Rồi, xong luôn. Yeah. Chúng nó rất đơn giản. Ơi, như vậy còn quái vật. Có cái gì đó quanh đây. Sao ấy. Rất là ghê luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ triệu hồi một con quái vật nữa. Mình sẽ sử dụng một loại vũ khí đó chính là bom. Bây giờ mình sẽ cho nó đứng im nhá, để xem nó có thể tiêu diệt bọn quái vật này không. Mình sẽ triệu hồi nhiều quái vật ở đây, xung quanh đây. Và triệu hồi cả megaphone. Mẹ đẻ của cụ tổ quỷ đồng loa luôn. Bây giờ sẽ tiếp tục đến một con quái vật nữa. Xa đao này. Tất cả các con quái vật ở đây luôn. San hết IC này. Quay vòng tròn ở đây. Rồi. Và bây giờ mình sẽ đặt một quả bom ở đây. Để xem là quả bom này có đủ năng lực để có thể tiêu diệt, có đủ sát thương không? Để có thể tiêu diệt được bọn quỷ đồ loa hay không? Quỷ đồ loa bọn Vegaphone này. Mẹ đẻ quỷ đồ loa. Đây là tập đoàn quỷ đồ loa nhá. Đội quân quỷ đồ loa đấy. Thử phát xem nổ không thế nào nhá. Đây. Cái quả bom này các bạn này. Ở trong nó có một cái dung dịch màu xanh. Nó sẽ phản ứng với cả không khí ấy. Đấy, nó tạo ra tia sét rồi. Nó sắp nổ rồi anh em ơi. Wow, nó ăn tú tăng lượng kìa. Chuẩn bị boom kìa anh em. Chuẩn bị boom đấy. Xem nào chết không nào. Boom. Rồi xong luôn. Vãi cả trưởng. Oh my god. Trời đất ơi. Con này bây giờ biến thành con biến dị rồi. Wow. Thật sự nó rất là kinh luôn. Tất cả những con săn hack kia chết hết rồi, bây giờ chỉ còn con này. Trời đất ơi, con này nguy hiểm quá. Trời ơi. Con này ghê quá các bạn ơi. Trời, nó là con biến hình siêu nhân rồi. Nó trở thành một con siêu nhân xuyên cao rồi anh em ơi. Tia laser rồi. Con megaphone này vẫn chưa chết nè. Trời. Mình sẽ triệu hồi một con ở đây. Cho nó đủ đầy đủ tập đoàn luôn. Ấy, ghê chưa. Trời ơi, con này. Lần đầu tiên mình thấy một con quỷ chiếu tia laser. Kinh tởm như này luôn đó hả? Chiu, mẹ chụp ảnh nó. Trời. Từ. Oh my god các bạn. Bây giờ nó thành con quỷ rồi. Ôi.
Nó quỷ xuyên giáp rồi anh em ơi. Trời ơi, bây giờ không hiểu nó thằng là con quái vật gì luôn. Nó nguy hiểm quá anh em ạ. Trời, mình không tin mắt mình luôn. Tại sao con quỷ loa này bây giờ lại biến hình thành như này ta? Mình không thể tin mắt mình luôn. Trời, nó sáng rực hết cả lên rồi này. Ôi, trời đất ơi, mình không thể tin được luôn ấy. Ôi, nó biến thành một con quái vật gì luôn này. Mình không hiểu. Trời, mình không hiểu con này là con quái vật gì luôn. Trời ơi. À, nó có thể nhìn xuyên con người luôn. What the hell, không thể hiểu luôn. Nó biến thành ma rồi anh em ạ. Nó là một con vi sinh vật nào đó mà mình không hiểu nó là con gì luôn. Trời. Ui, ghê chưa này anh em ơi. Nó một màu xanh huyền bí. Ok, mình sẽ lôi ra đây. Mình sẽ lôi ra đây nhìn nó dễ hơn nhé. Tại sao mình không thể nhìn nó dễ hơn nhỉ? Ui, bây giờ nó thành một con quái vật gì rồi ấy. Trời ơi. Bây giờ nó thành con quái vật gì đây ta? Tại sao nó lại có đèn soi này nhỉ? Ok, ánh đèn xanh này của nó đang ở đâu đây? Trời, mình không thể hiểu luôn. Trời đất ơi. Từ, bây giờ phải cho này, nhỏ lại. Lôi ra xịn đây. Gò lên. Để xem mình... Nó xuyên qua người của con... mình có thể nhìn trong suốt luôn này. Nó biến thành một con quái vật khác rồi. Oh my god. Không thể tin được luôn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đang xảy ra với mình đây? Trời. Hai con quái vật. Nó thật là khác người đấy các bạn ơi. Wow. Ghê thật. Mình nghĩ là mình sẽ cho này nhỏ lại xuống để nhìn cho dễ nha. Mình không hiểu nó bây giờ thành con người gì luôn đấy. Nó hết ánh sáng rồi, à vẫn chiếu ra trời. Tại sao cái này khó vậy nhỉ? Trời đất ơi. Wow, con megaphone. Con megaphone nó biến thành cái gì đây? Trời, mình không thể làm cho nó nhỏ lại một tí được. Ôi, con megaphone nó bị làm sao thế này? Ui, hai con này dị lắm rồi. Con megaphone bây giờ ấy, đen xì luôn này, trời ơi. What the hell? Đây rồi, nó trở lại thành hình người bình thường rồi. À không phải hình người mà là nó trở lại thành màu trắng bình thường rồi. Wow. Trời ơi, hai con quái vật này khi mà bị trúng cái dung dịch quả bom của mình ấy. Bây giờ nó thành một con quái vật gì rồi ấy, mình không hiểu luôn. Trời đất ơi. Mình không thể hiểu được luôn. Đây, hai con quái vật gì đây ta? Khó hiểu thật. Không thể hiểu luôn đấy các bạn ạ. Trời đất ơi, hai con quái vật dị nhân. Hai con dị nhân. What the hell? Nhìn xuyên con luôn trời. Nhìn xuyên con nó luôn rồi anh em ạ. Không thể tin được. Ôi, mình muốn chụp ảnh nó quá cơ trời ơi. Đây. Cái góc này sẽ là góc đẹp nhất. Ây, trời ơi. Ôi, mình không thể phát hiện ra tại sao là nó lại như này luôn. Nó bị trúng một cái gen gì rồi. Ồ, đây là hai con quái vật gì đây mà sao dị nhân thế này nhỉ? Trời. Ồ, what the hell? Nó không có xương mà nó chỉ có ánh sáng thôi. Nó vẫn đang nhìn mình thế này. Trời ơi. Trời. Hai con quái vật này ghê vậy. Mình không thể hiểu luôn ấy. Được rồi, bây giờ mình sẽ thử cho ăn một quả bom nữa nha. Các bạn nào giải thích cho mình đi. Cái dung dịch màu xanh này đã khiến cho con hai con quỷ đầu loa kia nó biến thành một cái vật gì rất trong suốt luôn. Được rồi, bây giờ mình sẽ thử thả ra xem nó có đánh mình không nhá. Ui, nó tấn công mình luôn này. Trời, nó ăn thịt mình luôn, trời. Trời ơi, nó biến thành con biến dị gì đây? Sao lại ghê thế này nhỉ? Trời ơi, nó đeo lên kìa, nó vẫn cử động bình thường nha. Nó không chết nha các bạn. Chỉ bị nổ lại, boom. Ui, nó không bị chết các bạn ạ. Nó đang tấn công mình thế này các bạn này. Trời ơi, nó bất khả chiến bại rồi. What the hell? Không thể tin được luôn. Được rồi, mình sẽ ấn fake tool để cho hai bọn này đánh nhau. Trời.
À chà, như vậy là con mẹ đẻ quỷ đầu loa Megaphone nó đã tiêu diệt hết tất cả mọi quái vật này rồi. Như vậy là chỉ có mỗi sử dụng là con quỷ đầu loa, à, con mẹ đẻ quỷ đầu loa này, nó mới có thể thu hồi, nó mới có thể thu phục được thôi. Như vậy là mình cũng đã bị chết ở trong dạ dày của con quỷ đầu loa Megaphone rồi các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn xem clip này nha. Bye bye.